Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Với một chút vốn tiếng Anh, một máy tính nối mạng, bạn đã sẵn sàng để tiếp cận với những học bổng giá trị của các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Và bài viết dưới đây của Thạc sĩ Lê Thành Nam, du học sinh ngành hệ thống thông tin Đại học New York, sẽ giới thiệu cách săn học bổng dễ như không cho các bạn. Tất nhiên không phải bất kỳ ai cũng có thể săn học bổng thành công. Vấn đề là cần phải tận dụng hết các cơ hội của mình và dĩ nhiên sẽ phải thêm một chút may mắn. Chọn trường với US News. Trước tiên là bạn hãy truy cập vào website phổ biến nhất tại Mỹ, chuyên cung cấp bảng xếp hạng chi tiết và mọi thông tin về các ngành học, gồm ngành kinh doanh, luật, y khoa, kỹ thuật, giáo dục, khoa học, thư viện và nghiên cứu thông tin, khoa học xã hội và nhân văn, y tế, giao thông và mỹ thuật. Và với chỉ cần 14,95 đô đăng ký tài khoản tại US News, bạn có thể tiếp cận nhiều thông tin bổ ích. Mỗi trường có bao nhiêu suất học bổng, trường sẽ dễ xin nhất và khó nhất. Bạn có thể tìm thấy danh sách các trường dễ xin việc nhất sau khi tốt nghiệp. Trong đó có sự so sánh giữa năm trường đại học để bạn dễ dàng đưa ra quyết định. Để mở tài khoản này, bạn cần có thẻ tín dụng để trả tiền qua mạng hoặc nhờ ai đó có credit card để đăng ký giúp. Những thông tin hấp dẫn có thể tìm thấy trong website gồm vào mục School Trends, bạn có thể biết được danh sách xếp hạng trường nhận nhiều sinh viên, làm việc, toàn thời gian và bán thời gian, trường nhận nhiều sinh viên quốc tế nhất và danh sách trường nhận nhiều sinh viên nữ, v.v. Bạn sẽ có danh sách 400 trường tốt nhất về ngành MBA đánh giá của US News và lít vào mỗi trường bạn sẽ có các thông tin cơ bản về trường đó, gồm có thông tin về trường, thông tin tuyển sinh, thông tin về mùa tuyển sinh trước, tỷ lệ nhận vào học, điểm GPA trung bình và chi phí, học phí, lệ phí. Hãy liên hệ với Tân Đại Dương để được tư vấn về hồ sơ thủ tục du học Mỹ qua hotline 0996277629 và 0166515771. Ngoài ra, công cụ School Search còn cho phép bạn tìm kiếm trường đại học tại một số tiêu chí như là tìm theo vùng, theo thành phố, khoảng cách đến một khu vực nào đó, tìm theo mức điểm, thông tin về các ngành học, chi phí, số lượng học bổng dành cho sinh viên quốc tế và lương khởi điểm bình quân sau khi tốt nghiệp. Sau khi khảo sát các trường qua US News, bạn nên tìm hiểu thêm và đọc tất cả những thông tin đáng chú ý trên website của các trường đó, đặc biệt là thông tin về tài chính thì thường rất dễ tìm trong một tài trang chủ của trường. Để tất nhiên là thông tin của US News chỉ có giá trị tham khảo để chọn ra những trường có thể cấp nhiều học bổng. Còn thông tin chi tiết về học bổng và cách nạp hồ sơ thì cần tham khảo trực tiếp tại website của trường. Bạn cần lưu ý là khi truy cập website là ngoài học bổng của trường, từng khoa còn có thể cấp học bổng khác cho sinh viên theo học ngành đó. Nên tìm thông tin ở cả trang web chính của trường lẫn các trang web của từng khoa, nếu không có thể bỏ lỡ những cơ hội học bổng tốt. Và tham gia vào các diễn đàn sinh viên du học, các bạn nên chọn ra ít nhất 15-20 trường có nhiều học bổng dự định sẽ nộp hồ sơ. Sau đó các bạn nên tham gia các diễn đàn lớn về sinh viên du học, tìm sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường mình chọn và liên lạc với họ. Những người đi trước sẽ giúp cho bạn nhiều thông tin rất hữu ích. Trường đó có thích du học cho sinh viên Việt Nam không? Tiêu chí tuyển sinh như thế nào? Hàng năm nhận được bao nhiêu sinh viên quốc tế? Những giáo sư nào nổi tiếng? Môi trường học tập của trường? Điều kiện sống? Cộng đồng sinh viên Việt Nam sinh hoạt như thế nào? Những thông tin này sẽ giúp bạn tự tin hơn rất nhiều trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc khó khăn về hồ sơ thủ tục du học, các bạn đừng quên gọi đến hotline của Tân Đại Dương qua số 0996277629 và 0166515771, hoặc có thể đến trực tiếp công ty tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, và có thể truy cập vào các website của công ty để tham khảo thêm, đó là tundaiduong.edu.vn và tddvn.com. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v.
Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.